Chiều 19 tháng 10, lễ bế mạc khóa học đào tạo huấn luyện viên bóng đá chứng chỉ B, AFC, VFF đã diễn ra tại Liên đoàn bóng đá Việt Nam, VFF. Tại đây, 24 thành viên, trong đó có cựu tuyển thủ Lê Quốc Vượng, đã hoàn thành khóa học. Quốc Vượng từng huấn luyện câu lạc bộ Hòa Bình thi đấu ở giải hạng nhất 2023. Mùa này, anh chuyển về làm trợ lý cho huấn luyện viên Nguyễn Thành Công ở câu lạc bộ Hà Tĩnh. Quốc Vượng chia sẻ ở lễ bế mạc, sau khóa học này, các huấn luyện viên có thể triển khai khóa học bài bản cho các đội trẻ trong một năm. Đó là điều giá trị tôi học được. Huấn luyện viên Akira và thầy Koshida cũng rất nhân văn, tận tụy. Tôi hy vọng VFF có thêm những lớp học để các học viên có thể tiến bộ, làm việc và đóng góp giúp bóng đá Việt Nam phát triển hơn. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức mình. Ông Koshida Takeshi, giám đốc kỹ thuật VFF tham gia phụ trách khóa học chia sẻ, trong khoảng thời gian nghỉ giữa kỳ, tôi đã yêu cầu học viên làm bài tập về nhà. Các học viên đã nỗ lực, nên trong đợt 2 tổ chức tại Hà Nội, chúng tôi đã kết thúc khóa học tốt đẹp. Có thể lúc đầu các học viên hơi mất tự tin, nhưng sau đó đã dần dần tiến bộ. Đây thuần túy là sự khởi đầu, chứ chưa phải kết thúc. Để phát triển bóng đá Việt Nam, chúng ta cần sự chung tay của các học viên ở đây. Sau hôm nay, tôi mong các bạn về lại câu lạc bộ và hy vọng chúng ta còn gặp lại nhau. Giảng viên Akira Iziri, huấn luyện viên trưởng U19 và U17 nữ Việt Nam cũng nêu quan điểm, các học viên đã làm việc chăm chỉ và hoàn thành tốt. Tôi đã ở Việt Nam 5 năm, có năm thứ 3 tham gia khóa huấn luyện. Việc thay đổi JDKT ở VFF, từ một người Nhật này, ông Adachi Yusuke, sang một người Nhật khác, ông Koshida Takeshi, là điều tốt. Tôi hạnh phúc khi bóng đá Việt Nam tin tưởng vào bóng đá Nhật Bản. Tôi hy vọng sau này sẽ...